Cuối cùng thì tập này cũng đã phát sóng rồi. Có nhiều bạn thắc mắc một ngày đi làm của Min sẽ như thế nào. Vậy thì mọi người theo Min xem coi một ngày Min làm gì ha. Ngoài công việc nhà sáng tạo nội dung á thì bữa nay á Min được làm host của chương trình Tay Phải Tay Trái. Như đã sửa soạn nè, trang điểm xong ở nhà rồi á thì việc đầu tiên là Min sẽ đi mua đồ ăn. Tại cái mỏ ăn vặt quen rồi, không ăn chịu không có nổi. Đây á là địa điểm ghi hình đầu tiên của ngày hôm nay. Bạn biên tập và sản xuất á cùng với ekip đang sắp xếp máy quay nè. Thì lúc này á tụi Min sẽ bàn về nội dung của chương trình. Những lúc như thế này rất thích hợp để mình ăn vặt. Bình thường á Min mang rất là nhiều món, giống như là bánh tráng nè, khô gà, khô bò, thì hôm nay Min mang cơm cháy. Xếp máy xong rồi thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào quay ha. Đây á là số đầu tiên của Tay Phải Tay Trái mà Min là người dẫn chương trình. Và khách mời của tập này đó chính là bé Phạm Vy. Như mọi người đã biết hả, ngoài công việc làm sáng tạo nội dung nè, diễn viên, đã còn kinh doanh nhiều cửa hàng khác nữa. Trời ơi, nhỏ tuổi mà giỏi ghê. Nói thật với mọi người á, tuy á Min là người dẫn chương trình nhưng mà trong lòng hồi hộp như là khách mời vậy đó. Như bình thường á Min là khách mời trong những cái chương trình khác á thì mình sẽ trong cái tâm lý là mình ngồi và mình sẽ được đặt câu hỏi rồi mình cứ trả lời vậy thôi. Nói vậy, còn bây giờ là mình phải chủ động, mình nhớ bài, nhớ kịch bản để mình hỏi đáp nhân vật. Cảnh quay cái chuyển qua đi ăn có nghĩa là lúc này là quay xong rồi. Từ mình cùng với lại ekip đi ăn với nhau. Thì mình quay 2-3 số lận là quay từ sáng đến chiều hoặc quay từ trưa đến tối. Khách mời tiếp theo của ngày hôm nay á là có tới 2 nhân vật nha, và hai bạn này vừa có một cái đám cưới cổ tích rất là hoành tráng. Mọi người có đoán được là ai không? Lúc trước ở nhà xem truyền hình á cũng thường nói trời ơi không biết khi nào hả mình mới được lên TV giống như vậy ha. Thế hả, muốn làm một cái chương trình cho tụi mình xem như thế này. Là bên đài truyền hình á hả, mọi người cùng trong ekip là biên tập là nhà sản xuất format chương trình rồi kiếm nhân vật rồi liên hệ để mời. Đó, mình trao đổi nội dung với khách mời. Hẹn ngày giờ tới quay ha, sau khi quay xong á còn phải dàn dựng sao cho nó chỉnh chu rồi mới phát sóng cho quý vị khán giả xem á. Mà nhiều khi á một tập phát sóng mọi người xem á thời lượng không có bao nhiêu hết. Mà tụi mình quay tới cả buổi á. Thì như mọi người biết á, Min là một tay mơ bước vào nghề nên sẽ có những cái điều thiếu sót, những cái lỗi sai. 6 giờ chiều ngày hôm nay sẽ phát sóng tập đầu tiên. Mọi người xem ủng hộ, góp ý và bỏ qua cho Min nha. Coi tới đây là hết rồi. Bye bye mọi người.